Tỉnh Bình Dương đã lấy 16 mẫu gồm pate chay và chả loại đóng gói túi hút chân không để đưa đi kiểm nghiệm. Và đây là mẫu đồ ăn gây ngộ độc làm một người tử vong và 5 người phải nhập viện hôm 20 tháng 3 vừa qua. Hiện thì vẫn chưa xác định được loại pate chay do những người nấu đã vứt bỏ vào hộp. Các nạn nhân thì đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng 2. Cục An toàn Thực phẩm cho biết là ngoài Bình Dương, ở Kon Tum cũng đã ghi nhận một số bệnh nhân cấp cứu với những triệu chứng nghi ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ muối, tự chế biến, tự đóng hộp để ăn dần. Ở nước ta cũng như là một số nước trên thế giới thì nhiều người có thói quen là bảo quản thực phẩm bằng túi hút chân không. Thế nhưng mà quý vị có biết là loại túi hút này chưa hẳn là an toàn. Vì bất cứ sản phẩm đóng gói kín nào cũng đều có nguy cơ sinh ra vi khuẩn chứa độc botulinum. Mời quý vị lắng nghe phân tích chi tiết từ đại diện Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là nếu như thực phẩm mà có chứa cái con vi khuẩn gây ngộ độc như trong các cái vụ ngộ độc vừa rồi, Clostridium botulinum, nếu như mà nó gặp điều kiện phù hợp, tức là điều kiện không có không khí, ở đây cụ thể như phía trong thịt hộp, trong đồ hộp, trong rau quả đóng hộp, hay là các cái thực phẩm đựng trong cái túi hút chân không, với điều kiện không có không khí, thì con vi khuẩn đấy nếu vẫn chưa bị tiêu diệt, nó vẫn có tồn tại ở trong thực phẩm, thì với điều kiện đó nó sẽ sinh ra độc tố, và chính cái độc tố botulinum đó sẽ gây những cái ngộ độc trầm trọng trong thế giới, như là một số cái vụ điển hình vừa xảy ra.